Xin chào các em, ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các em ôn tập chuẩn bị thi học kỳ 2 sắp tới nha các em. Vậy thì các em quan sát vào đề tôi sẽ hướng dẫn cho các em nha. Các em quan sát theo câu số 1 nha các em, yêu cầu giải phương trình. Rồi, em quan sát nha. Ở đây em quan sát nè, ở đây là đơn thức nhân đa thức thì chắc anh phải nhấn được rồi. Đây là đơn thức nhân đa thức, mình nhấn vô nha. Cái này không có gì hết, mình viết lại thôi. 15x, đây nhấn vô là trừ 9x, nhấn vô là cộng 6 bằng. Em nhân làm trước nha, đừng có lấy này trừ đi này sai đó, nhân vô vậy là âm 10x. Rồi, nhân vô là cộng 25. Các em quan sát là đây là phương trình bậc 1 đúng không? X một bên, số một bên cho nó dễ làm nha, chuyển hết x về một bên giúp tương đương cho anh em nha. Rồi, 15 cộng 9, 15 trừ cho 9 đúng không? Thì còn 6x. Rồi, cộng trừ 10x cho chuyển qua đây là dương 10x. Đúng chưa? Đây là 45 viết lại nè. 45 cộng 25 đúng không? Vậy là 70. Rồi là cộng 6 chuyển qua là trừ 6 này. Vậy thì tương đương này vô là 16x này bằng 70 mà trừ đi 16 thì còn lại 64 không? Rồi. Vậy thì tương đương x bằng lấy 64 chia cho 16 được 4 nha. Kết luận vậy phương trình có tập nghiệm. S bằng 4. Okay. Rồi là câu B. Em quan sát câu B ha. Em quan sát này. Ồ, x bình trừ 9 mình nghĩ đây liền. Nhiều em thấy x bình trừ 9 mà chẳng nghĩ gì là tiêu rồi. 9 nhớ đến 3 bình. Vậy hàng đức A bình trừ B bình. Vậy x bình trừ 9 chính là x cộng 3 nhân x trừ 3. Có liên quan đến trừ 3 sao? Vậy thì mình phân cái này thành nhân tử đi để đặt nhân tử chung cho nó dễ. Đó. Đó. Rồi. Vậy thì em nhìn coi có nhân tử chung là x trừ 3 đúng không? Đặt x trừ 3 ra ngoài. Đặt này ra ngoài nè, còn cái này, viết lại. Đặt cái này ra ngoài, cộng 4 bằng 0, tương đương. Này là x cộng 7 bằng 0, tương đương. Hai cái này nhân lại bằng 0 kìa. Khi một trong hai cái này bằng 0. Khi x trừ 3 bằng 0. Hoặc x cộng 7 bằng 0. Quá đơn giản này em nha, chỉ bé quá thôi. Trừ 3 chuyển qua là dương 3, cộng 7 chuyển qua là gì? Trừ 7. Kết luận các em. Vậy phương trình có tập nghiệm. S bằng 3 và âm gì? Bằng 7. Ok. Em quan sát đến câu C nha. Câu C là phương trình chữ ẩn ở mẫu nha các em. Đây nè. Đây, chữ ẩn ở mẫu. Mấy em nhìn nè. Cái này nè em. X bình phương trừ 16 chính là x cộng 4 nhân x trừ 4 đúng không? Đó. Vậy thì điều kiện tôi điểm điều kiện trước ha. Mẫu khác không? Mẫu khác không là x trừ 4 khác không chuyển qua là x khác 4. Rồi x cộng 4 khác không chuyển qua x khác 1 nha. Vậy thì tôi tìm mẫu thức chung ra để tôi quy đồng cửa mẫu. Mẫu thức chung của nó chính là gì em? Hai này nhân lại là đúng không? X trừ 4 nhân x cộng 4. Đúng chưa? Đó, này đây. Đấy. Vậy thì mình quy đồng cửa mẫu này từ đây suy ra ha. Cầm mẫu này chia này còn x cộng 4 nhân lên 1 là x cộng 4. Cầm cái này chia này còn x gì em? X trừ 4 nhân lên đúng không? Là có nghĩa là x cộng 2 nhân x trừ cho 4. Cầm mẫu này chia này, hai này giống nhau chia nhau 1 này đúng không? Đó, làm phép chia cho mau nha các em. Làm x trừ 4 viết lại. Rồi tương đương. Cái này x cộng 4 viết lại này. Đa thức nhân vô em. X nhân x là x bình phương, x nhân trừ 4 là trừ 4x. 2 nhân x là 2x, nhân vô là trừ 8, đúng không? Bằng 5x trừ cho 4. Rồi, tương đương. Lúc gọi lên các em, x bình phương, này, với này, đúng không? 1 trừ cho 4 còn âm 3, âm 3 cộng 2 còn âm 1x, 4 trừ cho 8, âm 4. Chuyển qua luôn nha, trừ 5x, chuyển qua là cộng 4 luôn, không? Cứ thế bằng 2 xuất hiện là mình rút hết về bên tay trái như thôi. Có thể có x mũ 2 trở lên đó, x này trái. Còn hết toàn x mũ 1 không thì x bên này trái, số bên này phải nha. Đó. Rồi, x bên viết lại nè. 2 này vô là trừ 6x nè. 2 này mất nè. Trời ơi, phương trình bậc 2 không ra. Phương trình bậc 2 chỉ có đường duy nhất là phân tích thành nhân tử thôi. Đúng không? Này quá đơn giản là x ra ngoài còn x trừ cho 6. Bằng 0, hai trường hợp em. Hai cái này nhân này bằng 0 thì một trong hai cái này bằng 0. X bằng 0 hoặc x trừ 6 bằng 0. Vậy thì tương đương x bằng 0
7 bằng mấy em? 6. Các câu hỏi điều kiện không ha? Điều kiện là khác cộng trừ 4, đúng không? Khác hết. Thỏa điều kiện nhân. Nhân. Hay nghĩ chữ thỏa mãn điều kiện cũng được. Nhân lộn vậy phương trình có tập nghiệm. S bằng 0 và 6. Khi em quan sát đến bài 2 nha, yêu cầu giải bất phương trình sau và biểu diễn nghiệm trên trục số hai các em nha. Nó giống bất phương trình giống như giải phương trình thôi, nhưng mà em để ý nha, phải xử lý là mẫu phải mẫu dương nha em nhớ. Nếu mà mẫu âm thì phải chuyển dấu trừ lên trên để xử lý nha, nó rất là nguy hiểm á. Vậy thì lúc này là em làm giống hình chữ quy đồng, giống hình chữ quy đồng của mẫu 3 năm với 5 là coi như là giống như là mỗi số chung là 10 năm, có nghĩa là nhân cả hai vế cho gì em 10 năm hết, nhân 15 này, nhân 15, nhân 15 hay vì nhân vậy, nhân 15 nhất thì 15 chia cũng được nữa, lấy 15 chia 3 được 5 nhân lên cho đâu đó nha. Nếu nhân 15 là 15 nhân giảm 15 hết là đúng không, hoặc lấy 15 chia 15 được 1 đúng không, 1 nhân thì nó vẫn là cái này luôn, viết lại thôi nhưng mà dấu trừ đằng trước nha em. Rồi này nhân cho 15 đó, chia cho 5 còn 3 đúng không, hay là lấy 15 chia cho 5 được 3 nhân lên cũng được đó. Một là em làm nhân hay làm chia thì em nha. Rồi nhân lại ha, âm 20x trừ cho 5 phá ngoặc trước mặt có dấu trừ đổi dấu cho ngoài này. Rồi nhân vào ha, 6x trừ 9. Em nhớ nè, cái bất phương trình đối với chương trình lớp 8 em học bình thường chẳng bao giờ có bậc hàng ha. Còn chị em thấy mũ 2 cũng đút mắt mũ 2 thôi ha, lớp 10 mới học về bất phương trình 12 thôi. Chuyển x về một đêm cho thôi, này với này âm 20 mà cộng 1 thì bằng âm 19x, chuyển qua là trừ 6x nhỏ hơn một bằng, bên đây mặt viết ra trừ 9 nè, hai cái này cộng này là âm 5 với âm 2 là âm 7, chuyển qua là dương 7 nè, tương đương các em quan sát nha. Rồi cái này bằng âm 25x nhỏ hơn một bằng, này bằng mấy em, bằng âm 2. Ở đây có dấu âm là nhớ là nhân cả hai vế cho âm 1 thì dấu bất phương trình đổi chiều đúng không, còn em nào làm nhanh cũng được nữa, làm tự động đổi dấu bất phương trình luôn lớn hơn bằng cũng được, âm 2 chia âm 25 cũng được. Rồi cái này bằng 2/25 nha. Rồi giờ biểu diễn nghiệm trục số này, em vẽ cái trục số dài ra cho tôi, giữa này cho số 0 cho tôi, đằng sau là âm, trước là dương nha, 2/15 là dương. Đây là 2/25 nha em. Rồi điều kiện x nó lớn hơn 2/25, có nghĩa là x lớn hơn 25 là cái nghiệm hôn, cái phương trình này đó. Vậy lớn hơn 2/15 là cái khu vực trên này nè, em đọc này, x lớn hơn hoặc bằng 2/25, nhỏ thì bỏ, nhỏ hơn đằng sau nó nhỏ là bỏ đi, gạch đi nha, gạch ít thôi, đừng gạch một đống vô nhìn ghê lắm, gạch vài cái thôi. Vậy mình lấy cái khu vực trên này thì mình ngoặc về trên này, nhưng mà có dấu bằng dùng ngoặc vuông chứ không được dùng ngoặc tròn nha. Nếu không có dấu bằng thì ngoài chọn đó. Các em quan sát vô bài toán đấu nha. Một hình chữ nhật có chu vi bằng 140, tôi tóm tắt nha. Một hình chữ nhật có chu vi này, mà em học rồi, chu vi thì dài cộng rộng nhân 2 đúng không, là 140 đó nha. Chiều dài lớn hơn chiều rộng 10m, cái này rất quan trọng để gọi ẩn nè, dài lớn hơn rộng là bằng 10m. Rồi tính diện tích hình chữ nhật, đừng có nhảy vô gọi x là diện tích nha, không thể làm được nha. Em muốn tìm được diện tích hình chữ nhật phải tìm được chiều dài và chiều gì đó, nhớ kỹ điều này. Vậy thì mình sẽ đầu tiên em gọi chiều dài là x, vậy tôi hỏi em chiều rộng là gì, chiều dài giảm chiều rộng, vậy chiều rộng như thế nào, chiều dài thua chiều dài đúng không, phải cộng hay trừ, trừ đi đúng không, vậy chiều rộng là x trừ mấy, trừ mấy, trời ơi cái này phương trình lập ra phương trình luôn. Chu vi hình chữ nhật thì lấy dài cộng rộng này nhân 2 thì ra gì, chu vi là 140. Trời ơi cái phương trình này dễ không, quá dễ. Giải ra kết luận chiều dài, sau đó kết luận chiều rộng, sau đó kết luận diện tích hình chữ nhật, xong rồi nha. Rồi vậy thì đầu tiên tôi sẽ trình bày bên này cho các em nha. Đầu tiên các em gọi x đi, gọi x là chiều dài, gọi x là chiều dài hình chữ nhật.
Đố em điều kiện ít lớn mày. Đố em. Nhớ đặt điều kiện và đơn vị cho ảnh nhé. Điều kiện ít lớn mày. Lớn mày. Dài dài nào mình mời chắc anh phải lớn hơn. Rồi. Nhưng mà chính xác em muốn làm chính xác tuyệt đối không? Lớn hơn 30 năm được. Đố em biết làm sao lớn 30 năm. Hay không? Thông thường á, đối với học sinh đó, các em học chỉ cần ít lớn 10 là đạt rồi. Nhưng mà chính xác lớn hơn 3 năm ạ. Thì thôi viết cái này thôi nha. Tại sao tôi giải thích này? Em nghe tôi giải thích một câu là biết. Tại sao ít lớn 3 năm? Em để ý nè. Dài cộng rộng nhân 2 viết bằng chu vi đúng không? Vậy hỏi em dài cộng rộng có phải là bằng, lấy này chia 2 có phải là 70 không? Đúng không? Chưa xong. Vậy tôi hỏi em dài cộng dài như thế nào với 70? Chắc là lớn 70. Dài cộng dài bằng 2 dài lớn hơn 70. Thấy chưa? 70 chia 2 lớn hơn bao nhiêu? 30. Hiểu không? Hiểu vậy là siêu rồi đó, giỏi đó ha. Còn không thôi, ok, làm bài được không? Được nha. X trừ 10 là chiều rộng nha. Đây là chữ nhật. Còn muốn giỏi là ghi luôn nha. Mình giỏi rồi, mình ghi 30 năm luôn mới ghê chứ nha. Còn không biết thì lớn 10 chắc thầy cô cũng không trừ điểm với em đâu, đừng có lo nha. Rồi đơn vị nhanh em nha, là mét. Rồi các em chỉ cần nói là theo đề ta có phương trình, phương trình chu vi thì bằng dài cộng rộng nhân 2 x cộng x trừ cho 10 nhân cho 2 thì bằng chu vi, chu vi là 140. Hay quá đơn giản là 2 x trừ cho 10 nè, nhân 2 chuyển qua chia 2 là 70. Trời ơi nè, chuyển qua nè, vậy là 80. Nhân 2 chuyển qua là chia 2, 40. Thấy không? Chuẩn không? 40 lớn 3 năm rồi, đúng không? Quá điều kiện nhận. Kết luận chiều dài hình chữ nhật là 40 mét. Chiều rộng hình chữ nhật là bao nhiêu mét em? Rồi 240 là 40 trừ 10 bằng 30. Kết luận vậy diện tích hình chữ nhật là anh em lấy 30 nhân 40 hoặc là 40 nhân 30 dài nhân rộng, vậy là 1200 mét vuông nha các em. Câu số 4 nha, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau. Tôi phân tích câu số 4 này. Rồi. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau. Biểu thức sau là a bằng 4 x bình phương trừ cho 12 x cộng 10 nha. Rồi. Cái chủ đề min max tôi kỳ 1, riêng kỳ 1 tôi nói khá là nhiều rồi đúng không? Đó, giờ tôi hướng dẫn cách làm này. Rất là đơn giản, đưa về bình phương. Đưa về làm sao? Đưa về bình phương này. Cộng số nào đó, nha, cái này phải dương nhân em nha. Đó, cộng số nào đó thì luôn luôn lớn bằng m. Tại vì bình phương không âm cộng m thì bé nhất bằng m, đúng không? Vậy tôi sẽ đưa về bình phương. Ở đây có mỗi bình phương mà đây là mũ 1 không thể được. Vậy thì tôi đưa về hàng lần thức mới được. Đây này, dấu trừ chắc ăn đưa về bình phương một hiệu. Mà em muốn có bình phương một hiệu thì phải có gì? Có a bình trừ 2 lần ab cộng b gì? B bình, coi cho làm nha. A bình, 4 thì nhớ đến 2. Đó, vậy a bình là 2 x tất cả bình nha. Đó. Vậy muốn cần thức này có 2 lần a là 2 x nhân cho mấy này? Em là 2 nhân 2 bằng 4. 4 nhân mấy bằng 12? Có phải là 3 không? Vậy chắc định là b là 3, đúng không? Nhân là 12 x. Vậy b bình lên là 3 bình lên là 9. 9 cộng mấy bằng 10? Phải là 1 không? Nha. Vậy thì tôi có dòng thức đây chính là 2 x trừ cho 3 tất cả bình cộng 1. Nào, bình lên là không âm cộng 1 thì luôn luôn lớn hơn bằng 1. Kết luận vậy a min bằng giá trị bé nhất của nó bằng mấy em? 1 nha. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau. Rồi, anh chị bày vào nha. Cho đám nhau BC vuông ở A nha các em. Đường cao AH
hát thuộc BC, chứng minh tam giác BAH đồng nghĩa với tam giác BC. Cái chủ đề này quá làm quen nhiều đồng phóng em. Chi ra BA bình bằng BH nhân BC thông qua hai tam giác đồng dạng để lập tỉ số đấy em. Rồi câu B chứng minh tích độ dài đường thẳng luôn nha. HA bình bằng HB nhân HC, chứng minh thông qua hai tam giác đồng dạng luôn. Vậy thì trước tiên tôi vẽ hình trước em nha. Đầu tiên các em vẽ tam giác ABC vuông nằm nha em nha. Nhớ là tôi dặn là dặn vẽ là vẽ tam giác vuông nằm nha, không có vẽ là vuông đứng. Đó, và vẽ tam giác vuông nằm mà cũng phải vẽ mập mập tí nha, đừng có vẽ tròn quá, nhìn nó khó làm bài lắm. Không, thì một tôi nó to và nhìn làm chưa ra nữa. Rồi ABC ha, đường cao AH này. Vuông vô nha em nha. Đó, nó vuông này liền vô. Tiếp tục các em nha. Chứng minh tam giác BAH. Dễ lắm nha. BAH này em. BAH là tam giác vuông này. Mà nhớ nè, chứng minh tam giác vuông chỉ cần một góc nhọn bằng nhau thôi. Nhớ tam giác vuông chỉ cần một góc nhọn bằng nhau thôi. Lập tức đồng dạng trong trường hợp góc gặp. Tại vì nó có hai góc vuông bằng nhau rồi, đúng không? Đó. Đồng dạng với tam giác BCA. Trời ơi, BCA. Tam giác đen thui này với tam giác siêu to này nè. Đó. Trời ơi, nó dễ. Có chung góc nhọn B, đúng không? Hai tam giác này có chung góc nhọn B hết. Vậy hai tam giác vuông này đồng dạng cái trường hợp góc góc nha. Vậy thì mình trình bày cho các bạn. Xét tam giác vuông. Đầu tiên xét tam giác đúng theo người ta. Người ta cho là B, BAH. Rồi, cái tam giác sau là thầy dò này, hầu hết nhé. Thầy cô ra đề cho em thì cho người ta cho đúng tỷ lệ nha, nhưng mà cũng đừng liên tục quá, kiểm lại mới được nha. Và tam giác BCA, BCA này nè, BAH nhọn nhọn vuông. Tam giác người ta cho là BCA nha, là BCA có đúng không, nhọn nhọn vuông đúng rồi nha. Thì B đứng ứng với B đó đúng không, BCA. Rồi trả lời ra có B là góc nhọn chung. Các em các trường hợp đồng dạng tam giác vuông có rất nhiều đúng không? Học một cái thôi thôi. Góc góc một góc nhọn bằng nhau thôi, đồng dạng trường hợp góc góc thôi. Suy ra các em tam giác vuông tên là BAH đồng dạng với tam giác vuông là BCA theo trường hợp góc góc. Rồi, từ đây mình yêu cầu người ta suy ra BA bình, người ta yêu cầu mình chứng minh là BA bình nha. Các em viết để cho làm bài đi nha các em. Bằng BH nhân BC. Có nhiều em làm ở đây không biết làm ra đây. Đơn giản lắm em. Ta có tỷ lệ. Nhìn nè. Nhìn nha. Em thấy chữ BA thì viết chữ BA đây. Chỉ nghĩ gì. Nhưng mà nó này kết hợp với đây và cái đây nha. Đừng có nhìn nó hiện đây. BA nhìn đây. BA đầu thứ nhì trên BC. Nhìn sang bên này. BH BC cái nào biết rồi. BC biết rồi. Còn BH chưa biết, biết BH rồi. Nhìn vào đây, đầu cuối trên BA. Dạ. Chéo lên. Nha. Đó, vậy thì đây suy ra. Nhân chéo lên BA nhân BA biến thành BA bình. Nhân chéo lên bằng BH nhân cho BC. Mở ngoặc điều phải chứng minh. Hiểu không? Dễ không? Giờ đến câu B nha các em. Để tôi nói đến câu B. Câu B nha. Chứng minh HA bình bằng HD nhân HC. Mấy cái này sang lớp 9 đấy em. Mấy cái này chính là định lý của bài học đầu tiên của lớp 9 nó đề xuống em. Mấy anh chị lớp 9 này không có chứng minh được đâu. Nhìn vô ta biết được cái này luôn á. Đó. HA bình bằng BH nhân HC. Em à, khi nhìn đến cái này tôi đã nói ở trong những bài tập rèn kỹ năng. Đây là tích độ dọn đoạn đại đoạn thẳng bằng nhau. Nhớ này, ưu tiên đầu tiên thông qua hai tam giác đồng dạng. Nếu hai tam giác đồng dạng không làm được nữa thì chuyển đến định lý Thales tính chất phân giác chẳng hạn, hệ quả Thales chẳng hạn, đúng không? Mấy cái đó đều lập được tỷ số đoạn thẳng hết, đúng không? Đó. Nhưng mà đây ưu tiên đồng dạng chưa. Rồi toán tam giác đồng dạng này. Rồi, bản thân nét đồng nhạc nha. Tại sao HA bình? HA bình thì trong đầu mình, ô, là phải có HA nhân HA.
với tạo hình gì? HAB. Cái này là có rất nhiều em không biết khai thác cái đề, nhưng mà giờ không biết xét đánh bét nào. Nhìn vô đề khai thác. Rồi HA là bình là HA nhân A, giờ bay cái đầu bay qua đây nè, bay từ đây coi nè. Vậy cần xét tam giác HAB. Trời ơi, HAB. HAB tam giác gì? Vuông. Được được rồi đó. Bay qua đây. HA gì? C. Là tam giác vuông này. Trời ơi, hai tam giác này tôi dạy chưa? Hai tam giác vuông hết. Chỉ cần một góc nhọn bằng nhau thôi lập tức tam giác. Cực kỳ đơn giản. Góc A này và góc nào chúng tôi dạy anh nhau. Là góc nào? Góc C. Nhọn nhọn thì bằng nhọn nhọn nè. Nhọn to 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 là bằng nhọn to 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 nè. Đúng không? Hai góc này bằng nhau vì cùng phụ góc gì? B. Tại vì ngay cộng này 90 độ, tại ngay cộng này 90 độ nè. Vậy thì góc này bằng góc này. Còn nhiều em á, trời ơi, nhìn xa xôi, em nhìn sát bên như vậy nè. Ngay cộng này 90 độ. Đúng không? Còn ngay cộng này nhiêu độ? 90 độ. Vậy góc này như nào góc này? À, cùng phụ góc này nha, yeah, tùy cách nhiệm. Rồi, vậy thì tôi đây sẽ xét nha. Xét tam giác vuông. Đầu tiên em đọc thoải mái. Đó, A ơi, không cần suy nghĩ. Nhưng mà cái sau thì phải cẩn thận, đọc theo nó nha. Em biết sai thì lệ làm tiêu hết. H, A, B đúng không? H, A, B. Nè, em đọc nè. Vuông nhọn nhỏ, nhọn to. Bên này em phải đọc luôn. Vuông, nhọn nhỏ, nhọn to. Vuông, nhọn to, nhọn nhỏ, không được. Vậy vuông, nhọn nhỏ, nhọn. Đó, nha. Chứ mày muốn biết sao biết nha. Đó. H, C, A nha. Có. Đọc tên. Tên tuổi họ hàng vô, không thôi ghi số vô đây. Nghe tôi đọc tên ra luôn nha. Là góc B, A, H. Bằng góc H, C, A. Mở ngoặc vì cùng phụ. Góc gì em? Góc B. Vậy từ đây suy ra tam giác vuông HAB đồng dạng với tam giác vuông HCA theo trường hợp góc góc. Mà hai tam giác đồng dạng thì lập tỷ lệ, ta có tỷ lệ. Lúc này lại quay lại cái đề mà làm HA. Nhìn này, HA đầu thứ nhì trên đầu thứ nhì trên HC. Tập trung tự làm nha các em. Các em chép là nguy hiểm đấy. Rồi nhìn sang bên này HC biết rồi, còn BH biết BH là cuối đầu trên HA hay là AH á. Đó. Rồi từ đây suy ra nhân chéo lên. HA nhân HA biến thành HA bình nhân chéo lên bằng BH nhân cho HC. Đúng không? Điều phải chứng minh. Mà nhân chéo lên mà không giống. Rồi mình biết cái gì, mình biết gì không? Xếp cái này sai tào lao này. Xếp sai cái góc ha. Nhân chéo lên không giống là mình biết. Ồ, mình xếp ghép góc cũng không đúng tỷ lệ. Có nghĩa là hai góc này phải bằng nhau, hai góc này bằng nhau, hai góc bằng nhau. Sai rồi, mình xếp lại, mình sẽ đúng lên nha. Các em quan sát đến câu này nha. Tôi xóa chỗ này đi nha các em nha. Để tôi làm câu C. Tôi vẫn để lại câu A nha các em. Và em nhớ cái câu của tôi nói nè. Khi những cái câu nào, đa số câu cuối là nó khó đó. Nhưng mà câu cuối nó khó thì nó sẽ có mối quan hệ đến câu A, câu B. À, mình có quyền khai thác những cái gì mình đã chứng minh được, cái này chẳng hạn, cái này chẳng hạn, cái này có chẳng hạn, khai thác lại mình làm nha. Hoặc có nhiều cái mình chưa lập ra mình có thể viết ra mình nhìn nha. Rồi đến câu C này là liên quan đến điều đó đấy các em nha. À, người ta nói là tuy phân giác của góc BAC cắt AH và AC lần lượt ở D và E. Rồi tôi vẽ phân giác này. Phân giác của góc ABC là góc này nè em, là góc B này em nha. Phân giác là góc này bằng góc này. Lần lượt cắt ở điểm D là điểm D, còn đây là điểm E. Cắt AH và AC lần lượt ở D và E nha. Rồi. Tiếp tục. Người ta yêu cầu mình chứng minh này. Chứng minh DA trên DH. Chứng minh DA trên DH. Nhân cho EA chia cho EC bằng 1. Đó. Chứng minh này bằng 1. Vậy rất đơn giản, chỉ cần chứng minh nguyên hai cái này nhân lại nhau này bằng 1 này. Thế mình giờ mình phân tích nha. Đó, mình phân tích thôi. DA, DA đâu? DA đây. DA trên DH là khúc này trên khúc này. Nhân cho khúc AE là khúc này, nhân cho khúc này. Đó. Bằng 1.
em phải nghĩ là không bao giờ nhờ cái này bằng nào đó, cái nào bằng nào đó ha. À, mà hai cái này có phải là 4 + 1 thì phải làm sao em, nó phải tự chi cho mẫu, nó phải đồng bằng nhau đó thì nó mới bằng một được chứ, đúng không? DA nhân E, DA nhân E rồi, và DH nhân EC nha. DA với gì em, với AE, DH với EC. Rồi giờ tôi phân tích này em, ở trong đây có một điều rất quan trọng để khai thác, đây là tính chất phân giác. Em học tính chất phân giác trong năm nhất rồi. À, thì phân giác của một góc trong năm giác đúng không? Chia cả đối diện thành hai đoạn thẳng tỷ lệ với hai cạnh kề của hai đoạn thẳng đó. Tôi phân tích vào. Nếu mà tôi phân tích tia phân giác trong năm giác này này thì có này anh em, DA trên DH. Giờ tôi phân tích trước để tí làm nha anh em. Đó, nháp trước coi nhớ nó ra không? DA trên DH cơ. Bằng gì em? Đoạn này trên đoạn này bằng đoạn AB trên DH. Bằng AB trên gì em? BH. Cái này hiểu không? Đó, chia phân giác, tia phân giác nè. Cho phân giác là chia cả đối diện thành hai đoạn thẳng, đoạn này trên đoạn này, đoạn này trên đoạn này. Thì có DA trên DH, đây có khúc này rồi. Tiếp tục tôi thử phân tích khúc này coi. EA trên EC là tia phân giác của tam giác lớn là trong tam giác ABC á. Chia cả đối diện thành hai đoạn thẳng. Đối diện là thành hai đoạn thẳng là AE trên EC, thấy không? Đó. AE hay là EA đi giống nhau nha. Yeah. Thì lẽ hai cạnh kề của hai đoạn đó là đoạn này trên đoạn này bằng AB trên BC. Bằng AB trên BC. Đúng chưa? Nhìn coi. Nhìn nha. Hay không nha? Tôi lấy hai này nhân này. Này nhân này thì lập tức suy ra là AB trên BH nhân AB trên BC. Không làm được. Để ý chút xíu cái này em nhìn ra đây. Nhìn nha. AB trên BC. Này em nhìn. Em thấy AB không? Trên BC không? Bằng gì? BH trên BA. Nè tôi viết này nè, AB trên BH nha. AB trên BC mới chứng minh nè. À, AB trên BC bằng BH trên BA. Trời ơi. Trên BA là AB. Giống nhau chia nhau thì bán một. Ok, hiểu chưa? Điều phải chứng mình thấy hấp dẫn thú vị chưa? Căng nha. Rồi, rồi cố gắng nha. Cố cuối mà, gần cuối này hay lắm. Rồi giờ trình bày ha. À, áp dụng tính chất phân giác trong tam giác nghe các em. Trong tam giác thứ nhất là tam giác ABH và tam giác ABC, hai tam giác luôn. Ta có đó, nhìn cái này biết lại nào, DA trên DH bằng AB trên BH. Em đặt đây là một cho tôi nha. Từ quá trục này đi. Rồi tiếp tục. Rồi AE hay là EA cũng được. EA trên EC bằng gì? AB trên BC. Đó, đặt đây là 2. Đó, lấy 1 nhân 2. Suy ra DA trên DH nhân lấy này nhân này bằng này nhân này, nhân này bằng nhân EA trên EC bằng AB trên BH nhân AB trên BC, đúng không? Rồi lúc này tôi thay nè, tiếp tục nhắc em tôi bằng nha. AB trên BH viết thẳng. Rồi AB trên BC là em. AB trên BC bằng BH trên BA. Tí mình giải thích thôi. Bằng BH trên BA. BA chính là AB đó nha. Này giống nhau mất, này đến nhau đơn giản mất. Còn số 1 điều phải chứng minh. Nghe em nha. Rồi bằng ngoài giải thích chỗ này dùng tôi nha. Vì nè, vì em AB nè, AB trên BC nha. Bằng BH trên BA.
mạc trứng bên trên. Rồi. Các em quan sát lên câu cuối nha. Trường hợp cho HB bằng 1,8, điện số giờ cho dễ nhìn nha em. 1,8 cm, HC bằng 3,2. Trời ơi, tính diện tích tam giác ABC. Em à. Diện tích tam giác có rất nhiều cách tính nha các em. Diện tích vuông có hai cách tính đúng không? Thứ nhất là gì? Bằng 1/2 chiều cao nhân với cạnh biệt. Này em, các em phải xác định tô đề này. Em muốn tính diện tích tam giác vuông ABC thì trong đầu em phải chọn được hai cách. Nghe. Cách thứ nhất, 1/2 chiều cao ứng với cạnh huyền là AH nhân BC. Hiểu không? Cách thứ hai là gì? Diện tích vuông còn một cách là gì? Bằng gì? 1/2 tích hai cạnh góc gì? Vuông. Nhớ điều này ha. Vậy thì tôi phân tích cho các em rồi. Nghe này. Hai này cộng lại là gì? BC. Đúng chưa? Trời ơi, 3,2 cộng 1,8 về đáp số 1/5. Có BC nhưng mà chưa có AH. Vậy thì tìm AH. Nhớ này, tìm cạnh rất nhiều cách. Video được không? Này làm gì sao video nổi, đúng không? Định lý tam giác hay quả tam giác làm sao được? Tính chất tam giác cũng không được luôn. Vậy còn hai tam giác đồng dạng. Và tôi đã nói cái câu rất quen thuộc em. Hãy nhìn câu trên. Em BH HC đó chưa? Thay vô tính được AH rồi. Đấy, mình chứng minh rồi nè. Áp bình bằng hai này nhân lại. Tìm được AH ráp vào đây chứng minh diện tích nào. Hiểu tôi nói không? Làm hai cách chơi nha. Cách thứ nhất. Thầy có BC vậy. Hai đó cộng lại các em 1,8 cộng 3,2. Ồ, 4, 5 cm nha. Nếu 1,8 cộng 3,2 khi nào học hình mà thấy cảm giác là yêu hình, trời ơi, nhìn hình vô thấy thích thú này, được không? Tỏ nhỏ đó. Thôi giờ tôi sẽ tìm AH cho em coi ha. Rồi. AH bình bằng BH nhân cho HC. Ở đâu? Chứng minh trên. Vậy suy ra AH bình bằng 1,8 nhân cho 3.2. Được không? Đó. 1,8 em nhân 3.2 thì các em được đáp số vào 5,76. Em bỏ bình phương đi, tôi học với các em là bỏ bình phương phải lấy gì? Căn lên, độ dài không âm được lấy giá trị âm nha. Căn lên của nó là bằng 5,76. Lấy máy tính bấm đi em, này làm gì biết khai căn được, đúng không? Cầm máy tính bấm luôn. 2,4 cm. Hiểu chứ? Rồi ra đó là bao. Rồi kết luận quá đơn giản thôi. Vậy diện tích tam giác vuông ABC bằng 1/2 AH là 2,4 nhân cho mấy em? 5 bằng 6 cm vuông nha. Rồi cách 1 nha. Làm thử cách 2 coi nha. Cách 2 mấy hay à? Nhìn lên bảng cho em. Cách 2 thì chắc anh dùng công thức này thôi. Phải tìm được AB và A gì? AC. Cái mình quay này mình dò câu A không có AB và AC. Dò đến câu à. Có BH chưa? Có BC chưa? Tìm được AB không? Có AB, có BC, tìm được AC không? Vậy nha, biết được không? Hay không? Hãy quay lại câu chuyện nhé. Và thử làm cách 2 nhé. Cách 2 hoặc là trình bày đấy ha. Chứ BC là 5 được khỏi ghi nữa nha. Ta có BA bình bằng BH nhân cho BC. Vì sao biết? Chứng minh trên. Thay vào em BA bình bằng BH, BH 1,8 nhân cho 5 5840 9. Đúng không? Bỏ bình phương đi em. Lấy căn 9 lên. Đáp số bằng 3. Trời ơi, 3 mà cái này 5 thì mèo 4 chứ mấy, đúng không? Dùng định lý Pythagore. Áp dụng định lý Pythagore.
chọn bao nhiêu cụ A B C nha. Rồi quá nhẹ nhàng, làm nhanh đi nha. Bình phương cạnh vuông bỏ luôn, bằng căn bình phương cạnh huyền lên. Đấy, lấy A B C bình đây là 5 bình. Em làm thủ tục thôi chứ biết đâu số rồi đúng không? 3 bình 4 4 5 đúng không? Rồi xong kết luận vậy. Diện tích tam giác ABC bằng 1 phần 2 tích hai cạnh vuông là AB là 3 nhân BC nên AC các em AC bằng 4, 12, 12 chia 2 bằng 6 đúng không? Đáp số bằng 6 đúng không? Xong thì mẹ cô em trình bày vào nha.